liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông. Lực lượng Hezbollah tại Liban ngày hôm nay cho biết đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng này. Tuyên bố nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhằm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách tiến vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào 4 giờ 55 phút sáng cùng ngày. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL đang đóng quân. Trước đó, cũng trong ngày 9 tháng 10, quân đội Israel cho biết Tel Aviv đang trong quá trình đàm phán và liên lạc với UNIFIL để đảm bảo rằng họ không nằm trong phạm vi hỏa lực giữa Hezbollah và Israel. Tình hình chiến sự vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, trong khi Israel đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các vị trí trọng yếu của Hezbollah. Lực lượng này cũng bắn hàng loạt rocket vào các khu vực miền Bắc của Israel.